tiệm đồ uống lạnh vân ký vừa khai trường đã gặp chuyện vương ngũ là em trai út của vương nhị nhờ sự cưng chiều của anh trai mà ngang ngược khắp vùng thấy nha dịch đến cửa hôm nay sợ rằng không thể buôn bán bình thường được rồi vân chi khiếm miễn phí cho toàn bộ khách hàng trong tiệm khách nghe vậy trong lòng vừa cảm động vừa không khỏi lo lắng thay cho vân ký nhị ca huỳnh nhất định phải báo thù cho đệ đệ muốn vân ký đóng cửa ngay lập tức được lát nữa nhị ca sẽ xử lý bọn họ đại ca mấy hôm nay khi đưa đá cho nhà dịch hai vị đại ca mà huynh đề cập tên là gì để ta phái người đi mời bọn họ đến các ngươi không ai được đi ta muốn đi tiểu không được sao lời này ta không muốn nói lại lần hai ai cũng không được nhúc nhích nếu không sẽ bị xử lý theo tội cản trở công vụ các ngươi là nhà dịch mà lại đi bắt nạt một đứa trẻ tính là bản lĩnh gì người là ta đánh muốn tính sổ thì tìm một mình ta là được không liên quan đến người khác ta là chủ tiệm này các ngươi nói chuyện với ta là được Hừ. hôm nay đánh vương ngũ là đệ đệ của ta chúng ta đang làm nhiệm vụ đương nhiên phải bắt hai người lại hai người tự đi theo chúng ta hay là để chúng ta áp giải các ngươi đi chọn một đi mấy vị nha dịch đại ca là mấy người này đến gây sự đòi tiền bảo kê con đòi hẳn 500 lượng đây chẳng phải là đến cửa tống tiền sao chúng ta cố gắng nói lý lẽ với hắn hắn lại muốn đánh người chúng ta mới chống trả lại việc này cũng không xáo phạm luật nào đúng không chưa từng nghe nói đao đã kể cổ mà còn không được đánh trả chủ tiệm vân ký này rốt cuộc là có lai lịch gì mà lại có thể khiến dân chúng bảo vệ như vậy vân ký nước đá đầu lĩnh đã dặn chúng ta phải chiếu cố hai cha con bán nước đá chẳng lẽ là vân ký này lỡ như là vân ký đầu lĩnh trách tội xuống thì vương nghị này sợ là phải bị phạt ta thấy thôi bỏ đi hôm nay chuyện này là do đệ đệ ngươi gây ra nếu để đầu lĩnh biết được hừ ngươi làm sao vậy cho dù đúng như lời bọn họ nói Cũng phải đưa về thẩm vấn chứ Chỉ là đưa bọn họ về thẩm vấn thôi Mong mọi người đừng cản trở nha môn chúng ta làm việc Những kẻ gây rối đều bị đưa về nha môn Xử lý theo tội cản trở công vụ Các người muốn bắt thì bắt ta đi Bọn họ còn nhỏ Ta là cha của bọn họ Ta chịu tội thay bọn họ Đưa cả đi Người đừng hòng Muốn đưa ta đi Cũng phải xem các người có bản lĩnh đó không đã Nhà dịch đại ca Mọi người cũng thấy rồi đấy Hôm nay là vương ngu đến gây sự trước Kaka ta chỉ là tự vệ thôi Bây giờ Kaka hắn muốn trả thù riêng Không liên quan đến mọi người Nếu các người bắt người bừa bãi, chuyển ra ngoài Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của huyện nha Còn lúc này ở trong tiệm, thường thanh thanh Thấy Vân Phủ mãi chưa quay lại Liền sai trúc lộ xuống lầu xem sao Thường tiểu thư, Vân Ký gặp rắc rối rồi Nhà dịch đến rồi Chắc là đến bắt những kẻ gây rối ở Vân Ký Ta thấy không giống. Bọn họ đến bắt người nhà họ Vân. Ta đi xem sao. Thương tiểu thư, cô đừng đi. Bên ngoài nguy hiểm lắm. Hay là để ta báo cho đại thiếu gia. Tiểu cô nương này. Có chuyện gì? Các ngươi là nhà dịch mà có thể bắt người bừa bãi như vậy sao? Cút, đừng nhiều chuyện. Nếu không ta bắt cả ngươi luôn. Để ta bảo vệ ngươi. Thương cô nương, chuyện này không liên quan đến cô cô mau lên lầu trốn đi hảo hữu gặp nạn sao có thể khoanh tay đứng nhìn được ngươi đừng sợ hôm nay ta sẽ cho bọn chúng thấy sự lợi hại của cây roi này ngươi danh con nào đây dám cản trở quan phủ phá án hừ người mới là con danh con cả nhà ngươi đều là danh con tiếc là hôm nay ra ngoài không mang theo hoàng nhĩ nếu không ta đã thả chó cắn người rồi rất nhanh thường thanh thanh bị khống chế Tất cả đứng im Thả ta ra, nếu không ta sẽ lấy mạng chó của các ngươi. Thả đứa trẻ đó ra Hôm nay chuyện này không liên quan đến nó Nó chỉ là khách của tiệm thôi Tiểu nha đầu này cũng khá ghê gớm đấy Nói vậy ngươi cũng là nhân vật có máu mặt rồi Ở thạch kiều trấn này không có ai là ta vương nhị này không biết Sao ta chưa từng gặp ngươi Mấy người các ngươi đã gặp đứa trẻ này chưa Mấy nhà dịch khác cũng lắc đầu Trúc lộ vô cùng lo lắng Đợi mãi không thấy đại thiếu ra Xem ra ta chỉ có thể xưng danh thái thú phủ thôi Nếu không phải thường tiểu thư không muốn vân cô nương biết Thân phận của mình Thả tiểu thư nhà chúng ta ra Nếu để thiếu gia nhà ta biết Các người dám đối xử với tiểu thư nhà ta như vậy Thì các người sẽ đẹp mặt đấy Quả nhiên là tiểu thư Cho chúng ta đẹp mặt sao Đẹp mặt thế nào Có đẹp bằng ngươi không Vị cô nương này hay là theo ta đi Ta sẽ bảo ca ca ta thả tiểu thư nhà ngươi ra Vô sỉ Tiểu thư nhà chúng ta là lời của trúc lộ còn chưa dứt liên nghe thấy giọng một bà lão vọng đến con trai con nghe mẹ nói này vừa rồi mẹ ngất xỉu ở ngoài đường chính là tiểu chủ tiệm này đã giúp mẹ cho mẹ đồ uống miễn phí các người đang làm gì vậy đầu lĩnh sao ngoài lại đến đây đầu lĩnh bọn ta chỉ là đang giúp vương nghị bắt mấy tên dân gây rối thôi mà các người ngay cả trẻ con cũng đánh các người còn có lương tâm không các người mặc bộ y phục này là để bắt nạt người tốt sao con trai, con nhất định phải điều tra rõ ràng. Ông chủ Vân Ký là người tốt. Bọn họ đã giúp mẹ, con không thể để bọn họ chịu uất ức. Đây chẳng phải là tiểu huynh đệ, ngày nào cũng đến nha môn tặng đá sao? Đá mà nha môn dùng hiện nay đều do Vân Ký tặng miễn phí. Mấy ngày nay có thể chịu đựng được ca trực, đều nhờ tiểu huynh đệ này. Những người xung quanh bàn tán xôn xao. Từ những lời bàn tán của mọi người, Đô Tấn cũng đại khái hiểu được sự việc. Đồ vô dụng. Con không thả người nhà họ Vân ra, Tiểu huynh đệ, hôm nay là chúng ta có lỗi với ngươi. Vương Nghị, ngươi không nghe thấy lời ta vừa nói sao? Đấu bộ đầu, đừng thấy tiểu cô nương này còn nhỏ. Nhưng tính tình cô ta rất hung dữ. Thân thủ cũng tốt. Vừa rồi ngài không thấy cô ta đánh. Chúng ta bị thương sao? Cô ta dám công khai khiếu khích nhà dịch. Chống đối quan phủ. Nếu thả cô ta ra, sau này ai cũng dám chống đối quan phủ mất. Đứa trẻ hỗn láo này, nên bị giam vào đại lao vài ngày. Để dạy dỗ lại tính tình Ta khinh, Vương Nhị Tâm tư của ngươi mọi người đều biết cả Ta nói cho ngươi biết Hãy cất cái suy nghĩ bẩn thỉu của ngươi đi Nàng ta không phải người mà ngươi có thể đắc tội được đâu Vương Nhị Lời ta không muốn nói lần hai Thả cô nương đó ra, đừng ép ta phải tự mình ra tay Đỗ bộ đầu, ngươi tuy là người đứng đầu bọn ta Nhưng ta không chịu sự quản lý của ngươi Người nhà họ vẫn đánh em trai ta bị thương nặng như vậy Ngươi cũng thấy rồi đấy Hôm nay ta đã nhảy mặt ngươi lắm Mới tha cho người nhà họ Vân Mong đấu bộ đầu cũng nể mặt ta Đấu bộ đầu Ngươi thật sự muốn đối đầu với chúng ta sao Chúng ta không phải người mà ngươi có thể làm chủ Cổ chiên lèn ra khỏi huyện nhà báo tin Rất nhanh Đã có rất nhiều bộ khoái kèo đến Vân Kỳ Bắt Vương Nghị và đồng bọn Hắn ta được lợi rồi Là ai được lợi Sao huynh lại đến đây Chẳng phải muội báo cho ta sao Thường tiểu thư là ta báo cho đại thiếu gia Ta đã đến rồi Chúng ta đến Vân Kỳ nếm thử đồ uống lạnh đi Ném cái đầu huynh ấy. Trúc lộ, ngươi nói với Vân cô nương một tiếng. Ta đi trước, hôm khác lại đến tìm nàng chơi. Vân ký hôm nay gặp chuyện. Người nhà họ Vân đã bận lắm rồi. Ca ca, đồ tham ăn này. Lúc nào chẳng được uống nước đá. Lại còn muốn làm phiền người ta lúc này. Đại ca, chuyện lần này chắc là do hiên viên ký dở trò. Lần này may mà có thường thanh thanh và độ tấn. Lần sau chúng ta chưa chắc đã may mắn như vậy hắn ta chưa đạt được mục đích chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu cô gái này vừa nghe đối tượng xem mắt không đi học nữa tức đến giậm chân ầm ầm chuyện gì thế này sao lại thế này đứa trẻ đó là ai ta cũng không biết ta đã điều tra rồi hàng xóm không có người này đi điều tra lại cho ta ông chủ tình hình đã thay đổi rồi vừa rồi ta phái một người lén lút đến trước cửa tiệm vân ký nghe ngóng nhà họ vân hình như đã lén lút bám víu được đô tần đang làm việc ở huyện nhai đô tần đã bắt vương ngũ rồi cái gì vương ngũ bị bắt rồi thật là đồ vô dụng ông chủ vương ngũ có khai ra chúng ta không yên tâm với mối quan hệ của ta và khổng huyện hạnh cho dù vương ngũ có khai ra ta thì đã sao chỉ bằng hắn hắn không dám hắn sao có thể đấu lại lâm hữu tài ta đây ha 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 tiệm vân ký lại treo thêm vài giây pháo nữa xua đuổi xui xẻo việc buôn bán sau đó rất thuận lợi chuyện này đã lan truyền khắp nửa thạch kiều trấn rồi ông chủ của vân ký quen biết với đồ tấn ở huyện nha ai còn dám đến gây chuyện nữa buổi tối nhà họ vân trở về nhà kiểm kê lại hôm nay cửa hàng lời được hơn 200 lượng mọi người đừng vui mừng quá sớm đồ uống lạnh sợ rằng một năm chỉ bán được ba bốn tháng này thôi hơn nữa hôm nay khai trương giảm giá một nửa mọi người tự nhiên đều muốn đến thử sau này sợ là người ăn đồ lạnh sẽ không còn nhiều như vậy nữa đại ca nói đúng đúng là chỉ bán được vào mùa hè nhưng khi trời trở lạnh trong tiệm cũng sẽ có các món ăn khác nuôi sống cả nhà và những đứa trẻ vẫn không thành vấn đề ngày mai trước tiên trả nợ cho bạn học của con đã nhé sau này kiếm được tiền con sẽ đưa cho cha mẹ ngày mai con sẽ bỏ học con muốn học võ công không để gia đình bị ức hiếp nữa muốn học thì hãy học cho tốt cha chúng con cũng muốn học con cũng muốn học những chuyện xảy ra hôm nay khiến Vân Phù thay đổi suy nghĩ. nào muốn giống như Thường Thanh Thanh. Gặp chuyện không còn bị động như vậy nữa. Sao vậy? Phù Nhi cũng muốn học à? Vâng, cha. Học võ rất khổ đấy. Phù Nhi vẫn nên theo mẹ học thiêu thùa đi. Con không muốn, con không muốn. Mấy ca ca không sợ khổ. Con cũng không sợ. Được rồi. Vậy Phù Nhi của chúng ta theo các ca ca học võ. Lớn lên bảo vệ cha được không? Vâng, con muốn học võ công. Lớn lên bảo vệ cha và mẹ Vậy ngày mai cha sẽ đến trấn trên tìm hiểu xem Ở đâu có võ sư giỏi Tớ nhi, ngũ nhi Hai con ban ngày đến thư viện học Buổi tối về nhà luyện tập cùng nhị ca Vân Chi nhiên cả ngày hôm nay đều ở trong phòng học bài Không biết chuyện xảy ra ở tiệm Cậu ấy muốn cố gắng trở thành đệ tử của viện trưởng Lưu Thị đi thăm Vân Chi Nhiên Thấy cơm chưa mang đến vẫn còn trên bàn Nghiên nhi, sao con chưa ăn Không học khẩu vị sao Mẹ nhìn xem con không phải đã ăn rồi sao ôi trời xem trí nhớ của con này con quên mất đã ăn rồi nhiên nhi mẹ biết con luôn cầu tiến nhưng con cũng phải kết hợp nghỉ ngơi chú ý sức khỏe con biết rồi mẹ hôm sau vân chi trường dẫn theo ba đệ đệ đến thách cổ thư viện tìm phu tử để xin lại tiền học tiện thể lấy đồ đạc của mình ở thư viện về nhà bốn người đi đến ngã ba làng các người là đệ đệ của vân chi khiêm phải không cô là ta là triệu anh tử các người định đến thư viện sao sao không thấy đại ca cậu đại ca ta đã bỏ học rồi anh ấy không muốn học nữa cái gì cô đi hỏi đại ca ta đi đại ca ta bây giờ vẫn đang ở nhà vân tri trường nói xong liền dẫn ba đệ đệ rời đi triệu anh tử dậm chân vội vàng đi về phía nhà họ vân vân tri khiêm sao huynh lại bỏ học ta sao mỗi biết ta bỏ học là mấy đệ đệ của huynh nói cho ta biết Khiêm Nhi, hai người nói chuyện cho rõ ràng đi. Phù Nhi, mẹ dẫn con vào phòng ngủ ăn nhé. Không, con không muốn. Con muốn ăn ở đây. Con không đi. Con còn muốn nghe. Cô gái này muốn nói gì với đại ca? Vậy được, Phù Nhi ngoan ngoãn ăn ở đây nhé. Mẹ ra ngoài giặt đồ. Thật là một đứa nhỏ không biết nhìn sắc mặt. Trước đây, mẹ ta sức khỏe yếu, chỉ dựa vào một mình cha ta, không thể lo nổi cho năm người chúng ta đi học. Ta là trưởng nam trong nhà, nên gánh vác gia đình cùng cha mẹ nên mới bỏ học là ta tự nguyện không liên quan đến ai cả bây giờ ta vân phù ta sợ đại ca hồ đồ nên đã kể chuyện tiệm cho anh tử nghe cô ấy cứ nghĩ triệu anh tử không phải thích đại ca mà là thích thân phận học trò của huynh ấy vậy giờ thẩm mẫu khỏe rồi chứ vừa nãy mẹ huynh còn nói ra sân giật đồ chắc là đã khỏe lại rồi vậy thì huynh quay lại việc học đi như vậy thì huynh có thể tiếp tục học hành rồi anh Tử Tỷ tỷ, mẹ ta vẫn chưa khỏe lại. Bây giờ làm việc cũng không được. Cha ta nói, muốn đại ca nhanh chóng tìm cho chúng ta một đại tẩu. Như vậy việc nhà có thể giao cho đại tẩu làm. Mẹ cũng có thể dưỡng bệnh cho tốt. Ta tin anh Tử Tỷ tỷ là người tốt. Hay là tỷ sớm gả cho đại ca ta đi. Như vậy mẹ cũng không phải vất vả nữa. Cái gì? Là ý gì đây? Cưới vợ về để hầu hạ đệ đệ muội muội nhà bọn họ? ta không có đệ đệ muội muội để hầu hạ sao cần phải đến nhà hắn hầu hạ à đến lúc đó đại ca đi làm việc ở trấn trên đại tẩu chăm sóc việc nhà nhị ca tam ca tứ ca ngũ ca có thể tiếp tục đi học ta cũng có quần áo mới giày mới để mặc rồi thật tốt vân phủ trước mắt ra hiệu nhìn vân chi khiêm vân chi khiêm ngẩn người ra một lúc sau đó hiểu ý muội muội đúng vậy ta muốn tìm một người vợ có thể cùng ta đồng cam cộng khổ <laughs> Vân Chi khiêm chắc chắn bị người nhà ép buộc rồi. Huynh ấy học giỏi như vậy, sao có thể cam tâm bỏ học đi làm khổ sai chứ? Hơn nữa còn phải nuôi bốn người đi học. Nếu bốn đệ đệ này không có thiên phú học hành, vậy thì phải nuôi đến bao giờ? Khi nào bọn họ mới có thể ngẩng đầu lên được? Chi bằng để nhà họ chịu chúng ta bỏ tiền, trả tiền học cho huynh nhé. Nhà họ chịu của muội bỏ tiền ra sao? Không, không, không. Nhưng ta có một yêu cầu. Yêu cầu gì? muội nói đi ta muốn huynh ở rể nhà ta từ nay về sau không còn qua lại với nhà họ vân nữa cô đi đi ta biết huynh nhất thời chưa thể chấp nhận được nhưng không sao cả ta sẽ đợi huynh suy nghĩ cho kỹ tất cả những điều này đều là vì muốn tốt cho huynh đây là công ta làm cho huynh nhớ ăn nhé cầm lấy đi sao huynh lại đại ca ta bảo cô cầm lấy đi cô không nghe thấy sao lưu thị đang giặt đồ ở trong sân thấy triệu anh từ chạy đi rất nhanh cũng không chào hỏi một tiếng che mặt chạy mất khiêm nhi chuyện gì vậy sao anh tử lại đi rồi phù nhi còn có biết chuyện gì đã xảy ra không mẹ triệu anh tử muốn đại ca ở rể nhà cô ta rồi sau đó cắt đứt quan hệ với chúng ta cái gì sao cô ta có thể như vậy ôi khiêm nhi đều tại mẹ liên quan gì đến mẹ chứ theo con thấy thì triệu anh tử căn bản không xứng với đại ca đại ca tốt như vậy Nhất định sẽ tìm được đại tàu tốt hơn Đại ca, chúng ta ăn cơm thôi Ăn xong còn phải đi lên trấn Vân Chi khiêm vốn còn đang ngủ rũ Nghe muội muội nói vậy Nghĩ đến tiệm chắc sắp bận rồi Lập tức chuyện vừa rồi